đâu đánh chế hơn không? Luôn đợi được không gì nhá, phát hết rồi như đấy như này như nào cũng đó. Ai thua được thì sao cũng được. Xe mới họ làm rồi đấy, lần đầu tiên đấy. Sao gì ở đấy nó đau ấy gì? Hay là ta nó non đấy là bắt thấy luôn. Đừng có mà thấy nói gì tâm. Tụi anh đông mặt không làm nổi. Ôi. Đau mà thế tưởng nhỉ, hello tớ chưa bạn đây. Bạn đang vui chơi và thưởng ở đâu ấy? Ai à, khá quá nhờ. Có hộ gì đâu, lúc cần bạn nhất đẹp xong xuôi hết rồi bạn lại dành như lên công ty không hết chứ còn. Đây bạn toàn đi cổng trắng còn gì nữa giờ. Chú đi về gì giờ? Chú đi về Nghệ An rồi bạn ạ. Việc phải làm mà ăn. Đâu, sửa mai bạn lên công ty bạn xem bạn biết ngay. Mai lên tôi chỉ cho làm xe chạy thẳng. À. Ơi nha bạn nhá.
sau nó đấy. Hay đợt sau nó đấy nhá. Từ khá nhiều rồi. Anh em ba tiếng 18 giờ 3:40 đây. Nãy em có một cây cỏ ca bên ra mùi ra thơm phức rồi đấy. Bạn đang đâu? Người đang ở nhà. Tôi về đang rảnh. Không biết bạn có rảnh đi uống nước tôi không? Ôi, chơi bời thì chán chê. Tôi lúc tôi